Em tên là Văn Mạnh, hiện tại em 30 tuổi, em đang làm nhân viên bảo trì công ty. Rồi. Cô dâu 8 tuổi. Tên gì? Dạ chào anh chị ạ, em tên là Ngọc Đào. Hiện nay em 25 tuổi, đang làm kế toán. Nhỏ hơn 5 tuổi đúng không? Dạ. Hai người quen nhau lúc nào? Ai cua ai trước? Dạ em cua trước. Em cua trước đương nhiên rồi, vợ đẹp quá mà. Vợ có đôi mắt trời ơi nhìn đã chứ sợ luôn ha. Đôi mắt của em á nha. Bằng hai đôi mắt anh á. Bự quá mà. Còn anh đoán nha, lần đầu tiên em gặp vợ em có phải là em ấn tượng về cái đôi mắt của cổ? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em ấn tượng về cái khuôn mặt tròn trịa và cái đôi mắt rất là to. Đẹp ha. Dạ. Mà trắng trẻo nữa đúng không? Dạ đúng rồi, trắng trẻo. Nhưng mà lúc đó gặp là đang đi làm hay là đi học? Dạ hai đứa em ăn hủ tiếu chung một cái quán á. Nè, hủ tiếu Bò Viên, hủ tiếu Hoành Thánh hay là hủ tiếu gõ? Hủ tiếu gõ ngoài lề đường. Tình yêu hủ tiếu gõ nó dễ thương lắm. Rất là dung dị, rất là đời á. Dạ. Đâu kể nghe coi. Mỗi lần mà em đi vô quán thì thường thường là vợ em là sắp về rồi. Có một lần đó em vô sau, cái là cái cô hủ tiếu của nó là mối tới. Có nghĩa là vợ em là mối gì với quán đó. Mà em cũng là mối vậy đúng không? Dạ. Xong cái em biết là mối rồi, cái qua bữa sau em lại ăn nữa. Em hỏi cái cô chủ quán á là biết hai người đó, tại lúc đó vợ em hay đi chung với một cô bạn gái nữa. Đó xong em hỏi cổ, cái cô nói là hai đứa đó thì học ở trường Lạc Hồng á, ở gần đây. Cho nên em nói là cô xin giùm con số điện thoại của cô đó đi. Nhưng mà cô xin rồi cô này không cho. Cô này nói là chắc anh này là làm công nhân công ty gì đó hay là đang lao động gì đó. Là cô này nói. Dạ, dạ. Không thích. Cô này đòi quen từ trưởng phòng đến giám đốc cho lên. Dạ, chị biết sao? Khi cô đó nói với em á là có thằng kia kìa nó xin số điện thoại của con. Em nói là cái anh đó làm sao? Cô nói là anh đó thấy nó đi làm rồi mà nhìn nó cũng già rồi, ba mấy tuổi. Mà lúc đó em là sinh viên năm 3 á chị. Nên em nghĩ là già quá không quen. Cái cô nói là vậy sao, có cho số điện thoại không? Cái em nói dạ thôi không cho. Cái cô nói hai đứa ăn gặp nhau hoài à, mà sao con không thấy người đó hả? Không thấy. Em nói con không thấy. Cái lần sau cô chỉ mặt đi. Cái khoảng cỡ 6 tháng sau anh chị. Trời ơi, ăn 6 tháng. Ăn hủ tiếu 6 tháng luôn rồi. Em ăn đó, cái đó là từ năm nhất đến năm 3 rồi. Trâu. 180 tô. Cái đợt đó là tháng 7, trời mưa râm râm á. Cái ảnh ngồi góc kia, em ngồi góc này. Cái cô nói là cái thằng đó nhìn ảnh. Ảnh nhìn cúi mặt xuống nhìn. Em nhìn em cũng cúi mặt xuống, thấy ngại mà thấy ảnh cũng dễ thương. Mà cũng không cho luôn. Dạ. Cũng không do luôn. Khoảng một tuần sau là gặp tiếp. Như là có duyên hay sao anh chị. Nhưng mà gặp trong một tuần đó là ngày nào cũng ăn chứ đúng không? Dạ không, tùy lắm, có khi thứ hai ăn, có khi thứ sáu, bảy ăn vậy đó. Rồi gặp sao? Thấy gặp ảnh, cái ảnh qua bàn kế bên ngồi đối diện em nói chuyện. Ôi trời, qua luôn à? Tại bữa đó trời mưa. Xong cái đầu gán can đảm để tỏ tình. Nó hỏi ở đây mình học anh Văn chỗ nào rồi đó. Để mà mình xin kiểu như làm quen á. Cái cô ta nói đi ra trung tâm mà học. Anh giả bộ, anh nói, anh hỏi em nghĩ chắc anh này em giả bộ thôi. Chứ anh đi làm rồi giờ không anh Văn làm gì nữa. Thế em nói là nè, em không biết. Mà lúc đó anh nói chuyện với em cái mặt ảnh đỏ như chiếc cà chua vậy. Cũng như lớp rồi nha. Mắc cỡ. Mắc cỡ đúng không? Mà mặt em rất là đỏ không? Dạ không biết. Rồi cuối cùng là vẫn không cho số điện thoại luôn. Dạ không cho. Vậy là cái cô hủ tiếu là chắc chắn là cổ yên tâm là ngày nào cũng có hai tô á. Đó, nói chung thật ra trong câu chuyện này cái người lời nhất là bà bán hủ tiếu. Thì đó. Bạn này chắc chắn là ngày nào cũng phải đến quán hủ tiếu. Dạ không, tại trên đường về là em chạy qua, chạy ngang qua cái quán. Nhà em với cái quán hủ tiếu đó sao? 10 cây, cách 10 cây. Hôm nào mà thấy cổ thì tắp vô ăn, không thấy cổ em thì cho số điện thoại cho cô hủ tiếu đó luôn. Nếu mà thấy cô đó ăn thì nhắn cho em. Trời ơi. Trời ơi, cái bà hủ tiếu đó, bây giờ bà còn bán không? Dạ còn. Đám cưới chắc chắn phải mời cổ rồi đúng không? Dạ có. Cưới là phải mời đó, bà hai chứ bộ. Bây giờ mình đi thẳng vấn đề đi. Đến bao lâu thì em mới có cảm tình với anh này? Đó là qua ngày hôm sau à. Cô này em vô đó là hai đứa tình cờ gặp nhau nữa. Nhỏ bạn thân em á, lúc đó nói là nếu mà hôm nay mà có duyên gặp ảnh một lần nữa thì lấy số điện thoại của ảnh luôn. Cái bữa đó ra gặp, em ngồi trước. Xong tí nữa thấy ảnh chạy xe tới thiệt luôn. Hết hồn. Cái lúc đó ảnh ngồi bên bàn kia, ảnh không dám ngồi gần em nữa. Sao? Đâu xong cái là có mật báo đâu. Đó. Tôi nghĩ là có duyên. Mật báo là bà hủ tiếu. Tôi nghĩ là có duyên không à. Bà hủ tiếu mà khùng lắm. Rồi sao? Xong cái lát sau đó là... Có mưa nữa không?
có trời mưa. Bữa đó là đúng rồi, đúng rồi, ngày đó ngày nào gặp nhau cũng mưa. Bảy. Ôi trời ơi, mừng quá. Tháng 7. Dạ em về xong ra xin số thờ, xin cô hủ tiếu lấy số điện thoại của em luôn. Xin cô hủ tiếu. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Em sao mà em mê vợ em dữ vậy? Tại vì mình thấy vợ em, thấy vợ em là có cảm giác nó khác lạ với người con gái bình thường. Ừ, khác lạ đúng không? Dạ, thấy nó cảm giác nó thân thích lắm. Thân thích lắm hả? Quen biết từ lâu lắm rồi. Trời ơi, chắc là thân, chắc là trong tiềm thức đó, kiếp trước. Dạ, kiếp rồi, kiếp mình có cảm nhận đó chị. Chắc là kiếp trước cũng có gặp gỡ rồi. Ông này chơi hủi, giật hủi. Giật đâu mà. Trời ơi, khổ quá. Kiếp này phải trả bằng hủ tiếu. Đó. Rồi, cái đêm đó là có số điện thoại rồi. Kể từ sau đêm đó là có đi đâu chơi không? Dạ, chỉ cần sau một ngày luôn. Sau một ngày sau là hai đứa hẹn gặp nhau. Rồi bà hủ tiếu mất mối. Dạ đúng. Dạ bữa đó không ăn hủ tiếu. Không ăn hủ tiếu nữa, hẹn ra quán cà phê. Thì đó bà như bà mất mối rồi. Rồi sao? Đó là cũng trời mưa tầm tã lắm, mưa ghê gớm lắm. Mình tới nó lỡ hẹn rồi, bây giờ không lẽ không tới Phật em phải mặc áo mưa tới. Lát giờ em ra có một sự khác biệt kinh khủng luôn. Là sao? Sao? Giờ em muốn biết cái sức dầu thơm hay gì đổ lên hay sao mà cái mùi giống như đi tới đâu là lan tỏ cả cái khu phố luôn. Mà trời mưa mà còn nghe vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi xong cái hai vợ chồng em đi ra ngoài cái quán cà phê ngồi á, thì ngồi đối diện nhau nè. Xong cái mùi nó nồng nặc quá, nó chịu quá hết nổi rồi. Xong em nói là thôi giờ mình đi dạo đi, chạy xe chở vợ em đi dạo đi vòng vòng cho nó bớt đó, cho nó bá bớt mùi đó không mà. Bá bớt mùi. Ủa nhưng mà em có biết là anh khó chịu với cái mùi dầu thơm không? Dạ không biết, tại lúc đó em xức dầu thơm lên á thì em không ngửi thấy mùi gì hết. Em ngửi thấy mùi em xức hoài vậy á. Vậy hả? Không thấy mùi gì hết, cái thôi đi kệ đại đi luôn. Với lại lần đầu hẹn hò mà phải tắm dầu thơm thôi. Rồi kể từ sau cái đêm mà coi như là hửi hửi đó thì là bao lâu thì hai đứa mới quen nhau chính thức? Yêu nhau chắc cỡ vài tháng sau. Vài tháng sau? Dạ. Họ ăn hủ tiếu đúng không? Dạ có chứ. Ờ đúng rồi, chứ đừng bỏ, đừng quên ơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là cũng thường xuyên xuống dưới cô lắm, thăm cô hoài. Bao lâu thì các em cưới nhau? Dạ tụi em quen nhau khoảng 3 năm mấy cưới. Giờ cưới được bao lâu rồi? Gần 10 tháng. Quá son. Có em bé chưa? Dạ có. Được 2 tháng rưỡi. Dạ. Đúng 12 em. Trời ơi vậy mà ốm quá ha. Ước gì, không, người ta có bầu mà người ta còn như vậy đó, mà đây không có bầu. Khổ tâm, khổ tâm. Nghe câu chuyện của hai bạn, cái giai đoạn đầu gặp gỡ và làm quen xin số điện thoại qua xe hủ tiếu gõ đó. Một câu chuyện tình rất là ngôn tình, rất là ngôn tình. Vậy thì bây giờ sau khi cưới về rồi, hai bạn có lãng mạn, có đẹp như là cái thời mà hai bạn mới quen nhau? Cũng có hay ghé cô rồi ăn hủ tiếu rồi trò chuyện vậy thôi. Một tháng, hai tháng mới ghé thôi. Có nghĩa là giờ hiện tại là mình ở xa cái chỗ đó nữa. Nên là không có tiện thời gian nữa. Nhưng mà lấy nhau xong rồi về có thấy những cái gì mà vỡ mộng về nhau không? Ngôn tình quá chị nghĩ chắc không có gì đâu ha. Dạ có. Dạ có. Đợi ngay trước đi. Ảnh có cái tật là ảnh mê đá banh, đi đá banh suốt vậy á. Mê không. Là mê đi đá banh hay là mê coi? Mê đi đá banh. Đầu thời gian đầu cưới về á chị, ảnh nhắn tin ảnh nói chiều nay anh đi đá banh nha. Mà em nói không được đi, em cần nhận vậy về nhà cũng mất tiêu. Vậy cũng đi. Đi vậy 7-8 giờ tối mới về. 7-8 giờ tối về cái em lại cần nhận nữa, ảnh đằng sau không đi. Mấy ngày sau nữa, ảnh là không nhắn tin nữa, em nghĩ là chắc ở nhà ngoan rồi. Ai đâu về nhà thấy mất tiêu luôn. Đi đá banh nữa. Dạ. Đá banh nữa. Đi đá banh nữa. Nhưng mà đi banh quá. Nhiều khi đi đá banh á, vợ em lại hay ghen là nó đi đá banh giả bộ đi đá banh hay đi quen cô nào. Cũng phong long vậy thôi đúng không? Nhưng mà em nghĩ sao em đi mặc đồ đá banh mà đi cứu ai được? Có, bây giờ mấy đứa chụp gôn toàn nữ không à. Rồi tật xấu gì nữa? Anh có còn ngôn tình như hồi lúc yêu nhau không? Cũng không ngôn tình gì mấy. Lúc trước thì hay tặng hoa, nên giờ ít rồi, không có tặng hoa nữa. Tặng hoa nói tặng mua chi cho tốn tiền. Mất hứng liền đúng không? Nhưng mà thật ra trong lòng rất là thích. Rồi bây giờ tới chồng em đó, bây giờ vợ em cổ có thật xấu vậy? Thật xấu của vợ em là thường nhiều khi làm xong rồi bỏ đồ lung tung. Đi kiếm nó không được rồi nói là chắc em lấy em đi cho con nhỏ nào rồi. Xong rồi thích đọc chuyện ngôn tình. Em sợ đọc như đó rồi nhiều khi mình có những cái tưởng tượng về những cái cảnh mà yêu đương ước ác rồi đó, khi nó ảnh hưởng, ví dụ như so sánh người trong đó với chồng mình rồi đó. Dựa vô đâu mà em nói là ảnh hưởng tâm lý? Ví dụ như đọc rồi có thổn thức, có khóc lóc, rồi có sụt sùi. Có chị, khi đang với chồng, khi đang ngồi nằm nói chuyện nhau rồi quay qua cái giờ ngồi khóc rồi thằng. Không biết vì sao hồi đó em đang đọc truyện. Có khi nào mà vợ em bắt em phải hành động một cái hành động mà rất là lãng mạn
giống như là một câu chuyện trong cái truyện mà vợ em đọc không? Dạ không, nhưng mà chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ tưởng tượng em thì sao được vậy không? Ước gì đó, dạ, ước dạ, gì đó rồi. Phải không? Rồi, dạ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt bừa bộn tí thôi. Chỉ nhiêu thôi? Dạ. Còn vợ sao? Em chỉ mong là ảnh bớt mê đá banh, quan tâm đến em nhiều hơn. Thôi cái cặp này dễ thương quá trời luôn à, ngôn tình quá đi. Tìm hoài tật xấu với nhau tìm có ra. Giờ chị chương trình chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc. Và những cái mà nhỏ đó thì nó không đáng kể. Dạ. Cái đó chưa thể xếp nào là tật xấu được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Tụi em có thể tự điều chỉnh được. Mà chúc em hạnh phúc dạ. Nha. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Chào em. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi em thích lắm chị ơi. Chào em, mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á, thì em cũng rảnh rỗi nhiều. Em cũng lướt Facebook kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Em cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền, em thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tin gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm nay em đang làm thì em thấy tin nhắn Have a nice day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc một tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà em make up thì bạn đã tới rồi. Và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy. Bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng làm sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó trói luôn, nó lói luôn á. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn. Ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em đi em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không thật là em biết ngồi ở ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí thì phong trần nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn rồi, em thích. Thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa lý do? Lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào, các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa. Những người con gái trước của em là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở Tút Đâu quận 7 á, còn em thì lại tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Và bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm ra lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy quen thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình nó cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới? Dạ khoảng 1 năm 3 tháng. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi bạn lại run vậy này. Bạn này này, cái run như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thông bạn lần đầu thì mình kiểu là mình cũng đang có cảm xúc. Xong bạn cứ mò, ủa em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây, cái váy này mở sao vậy? Không đó, cái váy em rất là khó mở mà bạn. Cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Vẫn xảy đúng rồi. Mừng. Thực sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi?
Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm. Trinh, nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh, nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau, cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần đó. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phối chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Mà chỉ có mấy cái chén thôi, bạn rửa lâu mà bạn kỳ cọ. Rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính. Ví dụ như áo thun của chồng em mặc đồ ướt là phải khi mà phơi là phải gập lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư phom áo. Nhưng mà khi khô thì phải khi móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi bị gãy phom áo. Hoặc là quần khi gặp thì phải vuốt thẳng thóm rồi mới gặp rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi: em ơi trần nhà dơ quá, bây giờ lấy dẻ lau trần nhà em ơi. Là giật bấm dậy đi đêm luôn đó hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nhưng mà không biết hát. Chồng Ủa, em nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là thật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở, đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. À, nghĩa là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức mà tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em thích. Là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Ở trên mạng mà có cái trend gì, chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng á. Rồi coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiêu 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 chiêu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là: em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Mê. Rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị, có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món. Chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu Thái, em nhà mình có nem chua, bỏ nem chua lẩu Thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thư đàng hoàng. Đến lúc cưới về mới phát hiện không. Bạn rất là dữ và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á anh, thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á thì em cũng lâu lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính mà cũng hay cầu nhàu nữa. Mai em mặc cái đầm này á anh, chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu: em ơi anh nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo: vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ cầu nhàu em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân? Chị Vân nhìn như cái kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà. Nó thảm thốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà còn tật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn hơn. Nhiều hôm là em mấy vợ em mà cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á, là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia. Tự nhiên quay qua tát em không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tự trời vậy đó. Dạ, kiểu như áp đặt cho em, bảo đàn ông khốn nạn này kia, là anh là mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy suy diễn luôn. Dạ, tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á, thì bảo là kiểu là cũng xem này kia, là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia. Tự nhiên về kêu vô đuổi đầu tầm em luôn á. Dạ, con nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, thế mà mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt, tưởng là sắp mất tới nơi á. Thực sự mà nói em à. Rồi thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Dạ. Em đâu, nhẹ thì, nhàng em nói mong muốn thay đổi đi. Thỉnh cầu á, trời ơi. Vợ em mà bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn luôn dành thời gian cho vợ từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có em nghe em rớt nước mắt luôn chị. Dạ. Thôi còn em thì sao? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là
anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại. Và đừng có kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè, em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em không biết chị, em giống như là em ghen giùm xã hội đó chị. Em ghen giùm xã hội. Trời ơi em cao cả ghê. nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Bây giờ em xem một bộ phim em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó, hoặc cái ông đó bỏ bà đó, hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy, tán mấy cái thằng đàn ông như anh nghe cho mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi mà tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn, mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu, thùy mị lại chút xíu cho nó thuần luôn, là coi như em perfect luôn. Ừ. Thấy không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái mà chú kể chuyện, mặt chú hốt hoảng. Mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim nữa, tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên. Mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ. Thay đổi lên một chút phải không? Để mà cân bằng với nhau nha. Dạ. Ừ. Rồi xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Dạ.